Cô chủ nhỏ ở Ôn Châu, tôi không nghĩ mình xinh đẹp. Cô gái tên Dài Dài ở Ôn Châu, Trung Quốc đã đăng lên mạng một video ngắn chia sẻ về cách kiếm tiền. Sau đây là nội dung mà cô muốn truyền tải. Tại sao người Ôn Châu chúng tôi lại có thể kiếm tiền? Bởi vì khi tôi còn nhỏ, bố đã nói rằng nếu như con dùng trí óc để kiếm tiền thì con phải học cách linh hoạt. Nếu con dùng người khác để kiếm tiền thì phải học cách rộng lượng, biết chia sẻ tiền bạc với người khác, biết giao quyền cho nhiều người hơn. Nếu con sử dụng mối quan hệ để kiếm tiền, con phải học cách ngoại giao, trí tuệ cảm xúc phải cao. Nhiều người đều nói tôi là dựa vào gương mặt để kiếm tiền. Thật ra nó không đúng. Tôi phần nhiều là dựa vào nhà xưởng của mình, dựa vào những đôi giày được làm ra, dựa vào hiệu quả và chi phí của sản phẩm, dựa vào sự phục vụ để kiếm tiền. Bởi vì khuôn mặt dù có đẹp đến đâu, nhìn hoài rồi cũng thấy chán. Có rất nhiều cô gái xinh đẹp và dáng vóc cũng rất đẹp, giày cũng đẹp, giá trị lại càng cao. Những điều như thế thì thật sự tôi không có.